Và khi mà sự thương lượng nó không đi đến một điểm chung thì cách tốt nhất là đưa vấn đề này dưới ánh sáng của pháp luật. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thiên Phúc Lo. Thật sự là Phúc rất là cảm ơn, bởi vì trong những ngày vừa qua mọi người đã liên tục đón nhận những cái video phân tích pháp lý từ Phúc. Trong đó thì cũng không ít một số bạn là có những cái ý kiến trái chiều ngược lại, và Phúc thật sự là happy. Bởi vì sao? Bởi vì có những cái quan điểm của các bạn trái chiều như vậy thì chúng ta sẽ cùng phân tích, mổ xẻ và làm rõ vấn đề này hơn. Còn nếu mà chỉ có một mình Phúc nói không, chia sẻ phân tích không á, thì nhiều khi chúng ta sẽ không làm rõ được cái sự thật của cái câu chuyện này. Và đây cũng là một cái chiếc video mà đầu tiên Phúc nói về một cái người cụ thể, đánh giá một cái người đó thông qua cái sự tìm hiểu của mình và những cái cảm nhận thật sự của mình về cái người đó. Và dĩ nhiên là khi mà đưa ra những cái cảm nhận này thì chắc chắn là Phúc phải có sự tìm hiểu, có sự nghiên cứu. Trong video này, Phúc sẽ trả lời một số câu hỏi của các bạn. Bên cạnh đó, sẽ cho các bạn thêm một cái số thông tin về lọc để mà mọi người có một cách nhìn khách quan hơn. Nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng tại sao Lộc không phải là người trực tiếp lên tiếng trong những video như thế này mà Phúc lại là người trực tiếp lên tiếng. Phải chăng Phúc đang bú phem? Thật sự là bú phem các bạn, mình không có chối được. Nhưng mà có một cái điều như vậy ha. Trong giữa tâm bão như thế này mà để Lộc hoặc là anh chủ nhà là người trực tiếp lên tiếng nói tốt về bản thân họ thì chắc chắn là điều không thể rồi các bạn. Nó sẽ tạo nên cái luồng dư luận trái chiều rất là nhiều. Nhưng mà nếu như một cái người không quen biết họ, không có liên quan đến cái cuộc đời của họ, nhưng mà vô tình có tìm hiểu, có phân tích về cái câu chuyện này, như Phúc đánh giá về một con người như Lộc, thì chắc chắn là mọi người sẽ có thêm những cái luận điểm và những cái tư liệu mà mọi người sẽ khách quan hơn khi mà xem xét cái câu chuyện này. Còn bây giờ thì Phúc sẽ xin phép mọi người cầm cái bảng này và sẽ đọc một cái số câu hỏi của các bạn để mà Phúc trả lời. Thì câu hỏi đầu tiên đó là: Phúc có nhận được gì từ Lộc khi mà tham gia cái vụ này hay không? Thật sự nói với các bạn luôn là đến thời điểm hiện tại thì Phúc vẫn chưa nhận được một cái khoản tiền nào từ Lộc, và Phúc cũng không có ý định là nhận cái khoản tiền đó. Còn mọi người tin hay không là câu chuyện của mọi người. Phúc chỉ làm đúng với những gì lương tâm Phúc nói thôi. Còn câu chuyện có tin hay không và có bắt Phúc sổ bằng chứng hay không thì đó không phải là nghĩa vụ của Phúc. Và hơn nữa thì mọi người nên nhớ rằng là cái thời điểm mà Phúc biết được cái vụ này á, là khi thấy được một cái người bạn đăng một cái tin lên trong một cái diễn đàn là nói là đang có một cái biến căng giữa một cái kênh YouTuber và một cái người gọi là hợp tác với kênh YouTube này, thì gửi cho Phúc. Họ nói là Phúc ơi, xem thử có cái ông phân tích cái vấn đề này dưới góc độ pháp lý được hay không. Thì thật sự là mình đã trả lời cái người này bảo là để mà phân tích pháp lý á, thì phải có hồ sơ, phải có hợp đồng thì Phúc mới phân tích được, chứ không thể nào mà nghe lời nói của các bên được. Do đó là Phúc đã có làm một cái chiếc video mà ngỏ lời là sẽ giúp cho Lộc. Bởi vì trước khi mà làm chiếc video đó là Phúc đã xem cái hình ảnh của Lộc trên kênh YouTube của Lộc và tìm hiểu một số thông tin về Lộc, về cuộc đời của Lộc và những cái sự kiện diễn ra xung quanh Lộc trong thời điểm bấy giờ, từ lúc mà kênh chưa có gì cho đến lúc mà kênh phát triển, để mà quyết định là có nên làm chiếc video đó hay không. Và bên cạnh đó thì Phúc cũng có xem luôn cả những video của anh chủ nhà và những video của các bạn khác trước đó, để mà mình có một cách nhìn nó gọi là toàn diện hơn. Thì tại cái thời điểm đó thì anh chủ nhà đã có đăng video nhưng mà tắt bình luận, thì do là thông tin thì chỉ cung cấp một chiều thôi. Anh chủ nhà thì liên tục đưa ra những cái thông tin về anh là anh trong nắm trong tay rất là nhiều bằng chứng như thế này như thế kia, nhưng mà về bản thân Lộc á, thì Lộc hầu như là không có một cái bất kỳ phát ngôn nào liên quan đến cái hợp đồng hay là những cái gì mà diễn ra xung quanh Lộc. Theo đánh giá của nhiều người thì bảo là Lộc nhát, Lộc hiền, Lộc thật thà, Lộc không biết gì hết. Nhưng mà khi mà Phúc bắt đầu tiếp cận cái vấn đề đó thì Phúc phải có thông tin. Và cách tốt nhất để có thông tin đó là Phúc phải làm một cái chiếc video để mà có thể nói ngỏ lời là tiếp cận cái hồ sơ của Lộc. Bởi vì sao? Bởi vì anh chủ nhà đã đưa ra rất là nhiều thông tin rồi. Và Phúc muốn lắng nghe một cái người trong cuộc là Lộc sẽ nói gì. Và sau khi đăng tải chiếc video đó thì nhận được khá là nhiều sự quan tâm của fan của Lộc trong đó. Rất là nhiều người vào cũng bảo là bú phem, cũng có nhiều người bảo là anh giúp Lộc đi, giúp như thế kia. Nhưng mà giúp bằng cách nào các bạn? Giúp bằng cách nào khi mà chúng ta không có bản hợp đồng trong tay?
Phúc trong video là Phúc nói là nếu như mà Lộc hay là Thủy có cần sự trợ giúp về pháp lý á, thì hai bạn liên hệ mình. Nhưng mà thực tế á, là sau đó là mình đã chủ động liên hệ Lộc, mình nhắn tin, mình comment vào những bài viết của Lộc. Bên cạnh đó là mình có nhắn tin riêng cho Lộc. Nhưng mà thời điểm đó là Lộc đang ở một cái tỉnh khác. Sau đó tối Lộc về, Lộc xem video của Phúc thì Lộc mới rep lại tin nhắn của Phúc. Và thế là trong đêm đó là Phúc và Lộc đã có một cái cuộc trò chuyện với nhau. Hôm sau thì Phúc và Lộc cũng có một cái cuộc trò chuyện khác xung quanh cái câu chuyện đó, và Lộc đã cung cấp cho Phúc những cái hồ sơ cần thiết để mà có thể phân tích pháp lý. Và Phúc đã có liên tục có những cái video phân tích pháp lý và mổ xẻ thông tin này. Chắc hẳn là anh chủ nhà hay là những cái bạn đang ủng hộ anh chủ nhà sẽ hơi không vui khi mà Phúc có những cái video mà phân tích có quá nhiều điểm bất lợi cho anh chủ nhà. Nhưng mà thật sự đó là những cái căn cứ pháp lý mà Phúc phải buộc phải nói ra, buộc phải phân tích ra. Lộc không phải là cái người hiểu về pháp lý, do đó Lộc phải cần có một cái người mà có kiến thức về pháp lý phân tích và bình luận cái sự việc này để mình giúp các bên có được một cái hướng đi nó đúng đắn. Thì sau quá trình trao đổi với Lộc thì Phúc nhận ra được một điều rằng Phúc đã giúp đúng người. Tại vì sao? Khi mà Phúc quyết định là giúp Lộc á, thì Phúc cũng có một cái nỗi lo lắng nhất định, sợ là nếu như mà mình giúp nhầm người á, thì bên cạnh những cái mà mình được á, là ví dụ như là khi mà giúp Lộc á, thì fan của Lộc sẽ vào ủng hộ Phúc nè, vào subscribe Phúc, điều đó là không phủ nhận nha các bạn. Nhưng mà giả sử như Lộc diễn giống như mà những cái mà mọi người nói trên mạng xã hội á, thì có phải là Phúc sẽ chết chung với Lộc không? Phúc sẽ giống như cái kiểu là không có tìm hiểu kỹ, rồi bên vực, hoặc là dẫn sói vào nhà, hay là giúp cho một cái người vô ơn, không có tình nghĩa anh em như cách mà anh chủ nhà liên tục nói ở trên video. Và thật sự là Phúc rất là vui. Bởi vì sao? Bởi vì sau một cái quá trình mà gọi là tìm hiểu về Lộc, tìm hiểu về cuộc đời của Lộc, tìm hiểu những cái hoàn cảnh xung quanh của Lộc và tiếp xúc trực tiếp với Lộc qua những cái cuộc trao đổi, thì Phúc mới thấy có một cái niềm tin và một cái sự mãnh liệt hơn. Đó là về căn cứ pháp lý là Phúc đã phân tích rồi ha. Còn về đời sống tình cảm, về cách đối nhân xử thế và cách của một con người chân thật, thì Phúc tin rằng Phúc đã giúp đúng người. Do đó là nếu như mà bạn nào xem tới đoạn này thì bạn nên nhớ rằng bú phem là Phúc có nha, Phúc không có chối. Và cái thứ hai là Phúc được gì từ Lộc? Được nhiều lắm các bạn. Người ta sẽ ủng hộ Phúc khi mà Phúc có những phân tích hay. Còn nếu mà Phúc không phân tích hay, không phân tích đúng, thì không có ai ủng hộ đâu các bạn. Thật sự là như vậy. Cái này là một cái góc khuất mà Phúc muốn chia sẻ với mọi người thôi, chứ nó không phải là một cái câu hỏi gì hết. Thì trên mạng hiện nay có hai luồng dư luận. Luồng đầu tiên là nói là Lộc là người vô ơn, Lộc là người không biết tình nghĩa, Lộc là một cái người mà không có cái gì trong tay hết. Khi mà gặp anh chủ nhà thì anh chủ nhà đã hỗ trợ Lộc và giúp cho Lộc phát triển như ngày hôm nay. Bây giờ khi mà đã có đủ lông đủ cánh rồi thì Lộc quay lưng lại cắn anh chủ nhà. Thì thật sự như thế này các bạn, để mà biết được là Lộc có thật sự là cắn anh chủ nhà hay không, và Lộc có phải là một cái người vô ơn hay không, thì chúng ta cần phải xem xét một số câu chuyện về Lộc. Phúc thật sự là xin lỗi Lộc nha, bởi vì video này Phúc đã khai thác quá nhiều thông tin từ Lộc thông qua rất là nhiều bài viết khác nhau, và thông qua những chia sẻ của Lộc, thông qua những cái đánh giá của những cái người xung quanh Lộc nữa. Phúc đã phải làm điều đó để mà có thể nói lên cái cảm nhận của mình ngày hôm nay. Thì các bạn biết không, hoàn cảnh của Lộc như thế này nè các bạn, là Lộc chỉ mới tốt nghiệp, mới học tới lớp 6 thôi. Và sau đó thì gia đình của Lộc là không có được vui vẻ và hạnh phúc. Ba của Lộc thì bỏ gia đình mà có vợ khác, còn mẹ của Lộc thì mất. Và Lộc phải trở thành một cái trụ cột gia đình để nuôi một cái cô em gái. Các bạn biết không, cái lần đầu tiên mà Phúc nhìn thấy được hình ảnh của Lộc trên Facebook với YouTube á, thật sự là không ấn tượng. Tại vì sao? Tay chân Lộc xăm kính tùm lum tùm lưa à. Rồi bên cạnh đó là nhìn cái vẻ mặt ngoài, Phúc cũng có một cái cảm nhận là tưởng đâu là Lộc là kiểu giống như là anh đại, những cái người mà gọi là trong giang hồ các bạn. Thì cũng rất là ngại khi mà inbox. Nhưng mà sau đó thì mới lướt nữa, rồi xong rồi đọc một số tư liệu về Lộc thì mới quyết định là inbox thật cho Lộc. Thì cái khoảnh khắc đó, Phúc nhìn thấy những cái hình ảnh của Lộc từ những cái ngày đầu mà Lộc làm YouTube á, nó đen đúa, nó khắc khổ lắm. Phúc nhớ cái khoảnh khắc là Lộc làm phụ hồ á, mà Lộc quay cái đoạn mà video mà trong cái gọi là công trường đó các bạn. Thì Lộc chỉ cho các bạn là truyền nghề lại phụ hồ cho mọi người để mà mọi người xem. Thì thật sự là mình nhìn thấy cái độ chân thật lắm các bạn. Nhìn cái độ chân thành và cái giọng nói của Lộc á, nó cũng khác xa so với cái hình ảnh bên ngoài. Thì từ đó mình mới nói rằng là cái hình ảnh bên ngoài nó chưa nói lên được điều gì đâu. Thì đi sâu vào cái câu chuyện của Lộc, thì các bạn biết không,
hàng ngày á, Lộc vào cái thời điểm của 6 năm trước á, thì hàng ngày Lộc là phải làm phụ hồ nè, công việc rất là nặng nhọc, mình mẩy thì lấm lem bùn cát xi măng, lâu lâu thì có thêm những cái thành phần khác, ví dụ như là búa rồi máy xay đá gì vân vân đó các bạn. Đó thì cái công việc đó thì các bạn cũng hiểu. Thì sau những cái giờ làm mệt mỏi như vậy á, thì Lộc thường hay quay những cái chiếc video của mình và đăng tải lên trên mạng xã hội. Rồi bên cạnh đó Lộc cũng có chụp hình mình ghép như thế này ghép như thế kia, rồi cầm điếu thuốc hoặc là tóc bạc trắng như phơi đăng tải lên trên Facebook. Và thời điểm đó nha các bạn, khi mà người ta vẫn còn một cái cách nhìn khắt khe đối với những cái người mà nổi tiếng á, thì người ta đánh giá Lộc là một cái người không đứng đắn, không đàng hoàng, và người ta có rất là nhiều chỉ trích với Lộc. Và thời điểm đó thì thật sự nha, nếu mà một cái người bình thường mà không có nghị lực, không có phi thường á, thì người ta sẽ không bỏ ngoài tai được những cái dư luận đó, và người ta gọi là bị bức ức nội tâm á các bạn, phải nói dùng sao, bị trầm cảm á các bạn, rồi thế là người ta không làm cái công việc đó nữa. Nhưng mà các bạn có thể thấy là từ thời điểm năm 2018 đến giờ, Lộc vẫn liên tục cho ra những video của mình. Điều đó có thể thấy rằng là Lộc bỏ ngoài tai những cái dư luận phản ứng trái chiều về Lộc, bởi vì Lộc nghĩ rằng mà cái bản chất bên trong con người mình, chỉ có mình mới là cái người hiểu nhất. Và thật sự là khi mà nói chuyện với Lộc ngay từ những cái lần đầu tiên á các bạn, thì Phúc đã có chia sẻ video lần trước rồi, là Phúc không ấn tượng về cái cách nói chuyện của Lộc, rất là ngắn gọn và gãy gọn. Nhưng mà càng về sau càng nói chuyện thì mình thấy là anh chàng này á, anh có một cái điều á là cái lời nói của anh ra, nói ra nó không trâu chuốt nhưng mà nó thật. Anh có sao nói vậy à? Và mọi người đều nhìn thấy cái hình ảnh của Lộc ở trên cái YouTube là diễn như thế này diễn như thế kia. Nhưng mà xin thưa các bạn, khi mà các bạn lên YouTube các bạn quay video gì đó thì chắc chắn là cũng có một cái phần diễn trong đó đúng không? Thì không thể nào mà các bạn dùng cái video mà người ta quay, người ta diễn như vậy để mà các bạn đánh giá cái con người của Lộc được. Và cái thời điểm năm 2018 là cái thời điểm mà Lộc có rất là nhiều khán giả xem. Thì khi đó cái kênh mà Lộc phụ hồ vlog của Lộc là đã có hơn khoảng 100.000 lượt subscribe rồi. Nhưng mà do là không hiểu biết về Google AdSense cho nên Lộc đã vô tình làm trùng cái Google AdSense đó đi. Cho nên là tính năng bật kiếm tiền của YouTube nó không có. Khi mà nhắc tới cái sự kiện là người ta hỏi là tại sao không làm YouTube kiếm tiền đi, trong khi cái lượt view đó nó rất là cao. Mà Lộc rất là ngây ngô trả lời cái câu hỏi đó. Mà các bạn biết Lộc trả lời là gì không? Ủa, quay video vậy rồi không có thời gian làm phụ hồ sao? Các bạn nghe tới cái câu trả lời vậy á, các bạn có thấy thấm không? Vào cái thời điểm đó là một anh chàng ngây ngô lắm, anh chàng không có biết cái gì hết trơn á. Anh chàng chỉ đơn giản là vui chơi và giải trí để làm cho mình thoải mái hơn sau những giờ làm việc nặng nhọc. Thì đúng cái thời điểm đó thì Lộc đã có đăng tải cái gì đó, nói chung là mọi người cũng biết là Lộc đang có gặp cái sự cố về Google AdSense, thì cũng rất là nhiều người ngỏ ý lời mời hợp tác với Lộc. Và trong đó có anh chủ nhà. Anh chủ nhà là một cái người rất là tận tâm, khi mà ảnh bay từ cái nơi của ảnh là Tây Ninh hay gì đó ra tới tận Khánh Hòa, cái chỗ của Lộc, để mà hỏi thăm về Lộc và chỉ cho Lộc những cái cách mà làm Google AdSense. Rồi sau đó anh cũng có ngỏ lời với Lộc là sẽ hợp tác phát triển kênh với Lộc. Nhưng mà thật sự thời điểm đó Lộc rất là băn khoăn, bởi vì một cái người lạ hoàn toàn khi đến với mình đó thì ngỏ lời giúp đỡ mình một cách không không như vậy, thì người ta cũng phải có sự nghi ngờ. Và ngay cả bản thân Phúc khi mà gọi là liên hệ Lộc á, thì Lộc cũng có sự dè chừng nhất định nha các bạn. Lộc cũng không có cung cấp quá nhiều thông tin cho Phúc đâu. Nhưng mà chắc có lẽ có duyên á bạn, có duyên khi mà mình tiếp cận cái vụ này và Lộc cũng gọi là hiểu về Phúc và bắt đầu là share nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn, cung cấp nhiều tình tiết hơn và làm rõ cái sự việc này hơn. Như Phúc đã nói là cái kênh Lộc Phụ Hồ Vlog á, được chuyển thành cái kênh là Anh Chủ Nhà, và sau đó tạo thêm một cái kênh mới là Lộc Phụ Hồ TV, Lộc Phụ Hồ TV chứ. Thì sau khi tạo cái kênh mới đó xong thì các bên đổ nội dung vào câu chuyện này, và theo như những gì mà trong hợp đồng đã thỏa thuận ra thì các bên làm việc với nhau. Lộc quay video chung rất là nhiều người. Có nhiều người bảo là Lộc quên cái nghề mình rồi, nhưng mà thật sự là Lộc không hề quên cái nghề mình các bạn. Nhưng mà cuộc sống mà các bạn phải cho người ta một cái bước cầu tiến chứ. Bây giờ Lộc đã có một công việc mới là làm YouTuber. Công việc đó có lương, có doanh thu ổn định, làm cho cuộc sống của Lộc trở nên có màu sắc hơn. Lộc sửa nhà, Lộc chăm sóc em gái mình tốt hơn, Lộc có thể tự mua được cho mình một chiếc xe, rồi Lộc có thể bảo đảm được cuộc sống của mình. Điều đó có thể minh chứng rằng các bạn, ông trời không cho không ai thứ gì cả. Là bất kể một cái con người nào đó muốn có thành công trong một cái thời điểm nào đó thì họ phải có sự nỗ lực, có sự cố gắng, chứ không phải tự nhiên mà có. Và quay lại với câu chuyện của Lộc Phụ Hồ cũng như vậy. Để có được sự thành công 1 triệu subscribe như ngày hôm nay, không phải chỉ đơn giản là anh chủ nhà đẩy Lộc lên, mà bản thân Lộc phải là người cố gắng nỗ lực cống hiến. Các bạn nhớ đi,
Trong cái hợp đồng hợp tác giữa các bên thì anh chủ nhà là cái người tư vấn và bỏ ra chi phí 50% cho mỗi video. Nhưng mà về cái khâu sản xuất video, quay dựng cắt ghép như thế nào và đăng tải lên như thế nào là Lộc phụ hồ là người làm hết. Dĩ nhiên là trong thời gian đầu thì anh chủ nhà cũng có một cái sự hỗ trợ nào đó như là ghép nhạc vào chẳng hạn. Thì Phúc có xem cái video của anh chủ nhà thì anh chủ nhà lúc đó đang chia sẻ cái câu chuyện về Lộc. Và phía sau anh chủ nhà là có hai cái bạn đang chơi game trên một cái dàn máy tính to to á. Thì Phúc nghĩ là chắc là anh chủ nhà sử dụng những cái màn hình máy tính đó và những cái nhân viên bên đó để dựng phim cho Lộc. Nhưng mà càng về sau thì những cái công việc đó là Lộc làm hết. Và có một cái thông tin như vậy nè các bạn. Khi mà làm với nhau được một khoảng thời gian á thì Lộc có những cái giai đoạn mà Lộc cần tiền và cũng khó khăn để mà có thể là làm những chiếc video cho các bạn á, những cái thử thách này, những thử thách kia rồi các bạn. Thì anh chủ nhà cũng thấu tình đạt lý khi mà có ngỏ lời với Lộc á là nếu như mà Lộc ứng trước cái phần doanh thu của cái tháng đó thì anh chủ nhà sẽ nói nét là cho Lộc ứng. Khi mà Lộc ứng xong rồi á thì Lộc sẽ bị trừ đi 5% doanh thu. Và điều đó được minh chứng trong cái những cái tháng gần đây mà các bạn để ý đó, là những cái tháng mà Lộc thường xuyên ứng trước doanh thu. Ví dụ như là doanh thu tháng đó 100 triệu đi, thì đến khoảng ngày 20 hoặc 22 gì đó thì Google AdSense nó mới nhả tiền ra cho Lộc. Thì nếu mà khi mà tham gia net đó thì nó sẽ phải chậm hơn khoảng 15 ngày. Đó, thì ví dụ như mà kết thúc cái tháng đó là vào khoảng ngày cuối tháng đi thì sẽ cộng thêm 20 ngày thì Google nó mới trả tiền cho bạn. Rồi nếu như mà bạn tham gia net nữa thì bạn phải cộng thêm 15 ngày để trừ hao nữa. Đó, thì Lộc có những cái giai đoạn mà Lộc cần ứng trước để mà Lộc chi trả trong quá trình mà làm video tiếp theo, rồi sinh hoạt, sinh sống nữa. Bởi vì Lộc hiện tại là trụ cột gia đình mà. Thì một cái câu chuyện đặt ra là không biết số tiền mà anh chủ nhà cho ứng trước đó là cái tiền của net gửi xuống hay là tiền riêng của anh chủ nhà. Thì cái này mình không biết, mình không rõ. Thì cần phải tìm hiểu nhiều hơn. Thì có một số người chỉ trích Lộc là khi mà đạt đến sự thành công như ngày hôm nay rồi, kiếm được tiền nhiều rồi thì thay lòng đổi dạ. Nhưng mà các bạn biết không, cái thời điểm mà Lộc quay rất là nhiều video ở Bến Tre nè, Đà Nẵng nè, rồi ở tỉnh này, ở tỉnh kia, thì trong cái khoảng thời gian đó thì Lộc được anh chủ nhà hướng dẫn quay video với rất là nhiều người, trong đó có cô giáo này nè, rồi bạn ghi vlog gì đó, rất là nhiều người nha. Nhưng mà hầu như những cái kênh đó nha, có hình ảnh của Lộc vào thì đều không bị report. Nhưng mà cho đến khi mà quay chung với Thủy hiện tại đang là người yêu của Lộc, thì đều bị report. Thì nhiều người nó bảo là Lộc vì gái nên thay đổi hoàn toàn, quên mất cái tình nghĩa anh em. Nhưng mà các bạn có đi sâu vào tìm hiểu Lộc không? Lộc cũng như bao nhiêu người con trai khác thôi. Nó đơn giản một điều vậy nè, nếu mà các bạn chỉ nhìn bề ngoài của Lộc á, thì nhiều người sẽ đánh giá là cả cuộc đời của Lộc sẽ không bao giờ cưới được vợ, bởi vì hoàn cảnh, bởi vì nghèo, rất là khó khăn. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại, khi mà đạt được cái sự thành công như vậy á, có được doanh thu ổn định, có được tiền lương hàng tháng rồi, thì Lộc, cái điều mà Lộc ao ước nhất á, là muốn có một cái gia đình như bao người thôi. Và đến khi tìm được một cái người con gái như Thủy thì Lộc đã phải lòng. Là lúc này anh chàng mới yêu thật sự đó các bạn. Thì khi mà tình yêu nó đến rồi thì Lộc chỉ mong muốn là sẽ cùng làm việc với người mình yêu và quay những cái chiếc video có sự xuất hiện của người mình yêu trong đó. Có thể là không có nhiều view khi mà Lộc quay những cái video đó với những cái người hot girl khác, nhưng mà Lộc muốn là vẫn làm tiếp tục cái kênh Lộc Phụ Hồ TV và phát triển cho Thủy, và cả hai người cùng xuất hiện cái hình ảnh trên kênh của nhau để mà giúp đỡ nhau. Và các bạn cũng hoàn toàn có thể liên tưởng đến một cái câu chuyện là hiện nay trên YouTuber Việt Nam có rất là nhiều cặp vợ chồng cũng làm điều này. Vậy tại sao chúng ta lại khắt khe cái câu chuyện này đối với Lộc, đúng không? Lộc có quyền được lựa chọn hạnh phúc của mình, có quyền được lựa chọn việc làm. Lộc không từ bỏ ai cả. Nhưng mà lý do vì sao có sự việc ngày hôm nay, các bạn đã tìm hiểu chưa? Tôi thì tìm hiểu rồi đó. Thật sự là khi mà nói video này là bản thân Phúc có rất là nhiều cảm xúc. Tại vì á, sở dĩ mà có nên cớ sự ngày hôm nay là bởi vì á, thứ nhất là những lần mà Lộc yêu cầu chi 50% chi phí sản xuất thì anh chủ nhà đều từ chối, đều nói rằng là hết tiền này, hết tiền kia. Thì thử hỏi đi bạn, khi mà tiền tài chính nó chưa rót về để mình làm video thì làm sao mình có động lực để làm video và có đủ khả năng để làm những video tiếp theo được? Có phải nó tạo nên một cái sự nản chí trong lòng Lộc không? Rồi hơn nữa, Lộc cảm thấy là có một cái sự phân biệt đối xử đâu đây. Khi mà Lộc quay với những người này, những người kia theo ý anh chủ nhà thì đều được hết. Nhưng mà khi Lộc muốn quay video với 10 người con gái Lộc yêu, có thể xuất hiện trên kênh Lộc hoặc là xuất hiện trên kênh khác, miễn sao cả hai kênh nó đều cùng một cái giá trị đi lên, không ảnh hưởng nhau, thì lại bị từ chối.
rồi và kết quả là bị report, mất đi video. Và điều đó dấy lên trong lòng Lộc một cái sự bức xúc, bởi vì người anh em hợp tác với mình á không hiểu mình. Anh chỉ quan tâm đến một cái câu chuyện là làm sao để có thể có được những cái video mà hút view, thu được nhiều tiền thôi, nhưng mà không thể hiểu được cái tâm lý của Lộc lúc đó. Và hơn nữa là có những cái thời điểm mà Lộc quay video ở Bến Tre, các bạn hình dung nha, quay rất là mệt mỏi, sau đó phải về nhà lúc khoảng 3 giờ sáng. Thì 3 giờ sáng đó là cái giờ mà giờ linh thiêng nhất, giờ mệt mỏi của một con người, người ta cần phải yên giấc ngủ, thì Lộc mới bắt đầu trở về nhà. Và một cái tin nhắn mà reo lên trên cái điện thoại của Lộc là gì các bạn? Em đã nghĩ ra được ý tưởng gì chưa? Nó áp lực đến mức như vậy đó các bạn. Không ai có thể hiểu được cái cảm xúc của Lộc lúc đó. Không ai có thể hiểu được rằng là Lộc đã phải chịu những cái áp lực như thế nào để sản xuất video, để đảm bảo được tiến độ sản xuất và để cho ra rất là nhiều video nhằm mục đích là để kiếm tiền. Vậy thử hỏi, tại sao anh chủ nhà không đặt một cái vấn đề là anh chủ nhà đã hiểu cái người bạn, người anh em của mình chưa? Có phải chăng anh chỉ quan tâm đến cái câu chuyện là làm sao để có view thôi? Một cái người đồng hành cùng mình á, ngoài cái câu chuyện là hợp tác kiếm tiền ra, thì bản thân Phúc nghĩ phải nên biết được cái ý muốn của họ như thế nào. Và cái ý muốn của Lộc á là Lộc muốn quay những video bình thường thôi, không muốn cần phải diễn như thế này, không phải cần phải diễn như thế kia, cũng không có cần phải hot girl đẹp, hot girl kia, mà chỉ đơn giản là Lộc với những cái người xung quanh của Lộc. Bởi vì Lộc tin là những cái video đó, những cái khán giả của Lộc sẽ rất là thích. Bởi vì lúc đó Lộc mới chính là con người thật sự của Lộc. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng lại, bỏ qua hết những yếu tố bằng kiếm tiền, bỏ qua hết sự hợp tác giữa hai bên, chúng ta thử nhìn nhận lại sự việc này đi. Có phải YouTube giống như một cái cuốn nhật ký mà khi mà các bạn đăng tải một video nào lên đó thì nó đều lưu trữ lại cho các bạn không? Và Lộc xem cái điều đó giống như một cuốn nhật ký của mình trong cuộc đời vậy. Bởi vì Lộc trải qua rất là nhiều khổ cực rồi, và Lộc muốn là có một cái nơi để mà Lộc thể hiện được cái tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của mình vào trong đó. Rồi mỗi khi buồn buồn ngồi xem lại, thấy mình trong cái video đó, có phải thật sự là vui không các bạn? Và thật sự là Phúc cũng vậy nha. Phúc làm những cái video này mà Phúc xem lại, Phúc cũng cảm thấy à, mình làm được cái điều có ích nè, cũng là vui nè. Vậy tại sao á mọi người phải quan tâm đến cái câu chuyện là có tiền, có bạc thì người ta thay đổi, mà chúng ta không quan tâm đến một cái câu chuyện là Lộc muốn gì, Lộc cần gì, và Lộc làm điều đó để làm gì? Và có một điều, nếu mà các bạn tìm hiểu về Lộc ấy, thì các bạn thấy á, là cái công việc chính của Lộc là phụ hộ, còn cái công việc làm YouTuber này là một công việc nằm ngoài dự tính của Lộc. Nó không có nằm trong một cái lịch trình của Lộc là Lộc sẽ làm cái YouTube này và trở nên nổi tiếng hay là kiếm tiền từ nó. Mà ngay từ ban đầu, xuất phát điểm của Lộc chỉ đơn giản là làm những chiếc video để phục vụ cho nhu cầu của bản thân mình, để làm cho mình vui sau những giờ làm mệt mỏi thôi, chỉ đơn giản là vậy. Nhưng mà đến một thời điểm nào đó, khi Lộc phát hiện ra à, những chiếc video của mình vẫn có thể kiếm tiền được, và nhờ được sự trợ giúp của rất là nhiều người, trong đó có anh chủ nhà, thì Lộc mới dần dần nhận ra rằng tại sao mình không làm cái công việc này. Và điều đó cũng đáng được thông cảm mà các bạn. Tại vì người ta có làm người ta mới có ăn, còn nếu mà người ta không có làm người ta đòi ăn thì mình mới đáng lên án. Khi mà làm YouTube á, là Lộc đặt hết tất cả những cái tâm huyết, tâm tư, tình cảm của mình để làm ra những video, mặc dù những cái ý tưởng video đó thật sự là diễn. Nhưng mà mọi người có thấy bao giờ á, Lộc diễn, nhưng mà cái nét diễn của Lộc á, nó không phải là như những cái bạn khác là diễn một cách quá lố, mà Lộc cũng vẫn giữ cái nét chân thật của mình trong từng video đó. Vậy thì cách diễn ở đây cũng đáng được thông cảm chứ. Và hơn nữa, Lộc cũng đã thừa nhận rằng những video đó là do Lộc diễn với mọi người thôi, diễn để mọi người vui thôi. Thì người ta làm YouTube mà các bạn, đó là một công việc của người ta, và người ta sản xuất ra một cái video. Mình xem video đó, mình không thích thì mình có thể bỏ qua, còn nếu như mà mình thích, mình yêu cái con người đó thì mình sẽ ở lại. Và tôi tin rằng hơn 1 triệu lượt subscribe trên kênh YouTube của Lộc cũng có không ít những người yêu quý Lộc vì con người của Lộc, chứ không phải vì những chiếc video mà Lộc diễn. Bây giờ á, Phúc sẽ nói về một cái vấn đề là Lộc có nghĩ đến tình anh em hay không. Thì thật ra là sau khi mà cái vụ này nó được đưa lên mạng lùm xùm với các bạn, là cái đúng cái thời điểm đó là video trên kênh Kim Thủy Official đã bị xóa rồi đó, thì Lộc có trao đổi với anh chủ nhà với một cái sự ngỏ ý là sẽ cho anh chủ nhà cái kênh này, và Lộc sẽ đi làm một cái kênh mới với Thủy, hai đứa sẽ tự làm riêng. Nhưng mà anh chủ nhà không muốn,
Bởi vì anh chủ nhà làm gì dễ dàng bỏ qua cho Lộc để cho Lộc làm riêng. Trong khi Lộc đang chính là con ách chủ bài của chính cái kênh này. Và anh chủ nhà không muốn là Lộc làm cho bất kỳ ai, bởi vì trong tay anh chủ nhà đang nắm một cái bản hợp đồng, và trong bản hợp đồng đó là được độc quyền sử dụng hình ảnh của Lộc trên YouTube. Khi mà Lộc nghe được cái điều đó, những cái chia sẻ của anh chủ nhà trong cái video lần đầu tiên mà anh chủ nhà đăng lên á, thì thật sự là Lộc rất là lo lắng, hoang mang. Bởi vì sao? Bởi vì mình bị đánh bản quyền trên chính hình ảnh của mình. Mình bị đánh bản quyền trên chính hình ảnh của mình. Là Lộc không được phép là quay chung với ai, chung với người khác rồi đăng video đó lên trên kênh của người khác nữa. Bởi vì nơi nào có Lộc, nơi đó sẽ bị đánh bản quyền. Nghe phi lý các bạn ạ. Nhưng mà thật sự điều đó là xảy ra các bạn, và tôi cũng đã từng bị một lần rồi. Bởi vì cái một cái thumbnail hơi là thấy bức xúc một chút xíu. Nhưng mà phải nói rõ với các bạn rằng cái hợp đồng này nó không có giá trị về cái câu chuyện là được độc quyền sử dụng hình ảnh đâu. Và cái điều khoản này là một cái điều khoản mà vi phạm điều cấm của pháp luật. Chính cái điều khoản này và cái hành động của anh chủ nhà report những cái kênh khác cũng có thể được xem là một vi phạm của YouTube về chính sách bản quyền. Ở đây chỉ là những động thái đánh vơ thôi các bạn. Sau khi mà Lộc rơi vào cái trạng thái lo lắng và gọi là làm những chiếc video bày tỏ tình cảm của mình, bày tỏ cái mong muốn của mình ra, thì tôi nghe trong cái giọng nói của Lộc thật sự là sự lúng túng và không biết giải quyết cái chuyện này như thế nào. Thì cộng đồng mạng, những cái người YouTuber nổi tiếng cũng lên tiếng, và ngay cả bản thân Phúc sau khi mà tiếp nhận hồ sơ vụ việc này thì cũng có những cái bài phân tích pháp lý của mình. Thì sau khi Lộc nghe hết những cái câu chuyện đó, nghe những cái bài phân tích pháp lý của Phúc, thì lúc này Lộc mới hiểu ra được một cái câu chuyện là quyền lợi của mình đang nằm ở đâu và mình cần phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình. Và thế là anh chủ nhà sau khi xem những video của Phúc thì cũng đã nhắn tin cho Lộc là bây giờ hai anh em mình thương lượng với nhau. Anh sẽ lấy cái kênh Lộc Phụ Hồ TV 1 triệu sub đó, và anh sẽ khôi phục lại kênh Kim Thủy Official cho em. Hai bên mình là không còn hợp tác với nhau nữa, đường ai nấy đi. Nhưng mà các bạn thử nghĩ đi, nếu như Lộc đồng ý với điều này thì có phải chăng á, sau này Lộc làm những video khác trên kênh khác cũng sẽ bị đánh bản quyền bởi chính hình ảnh của Lộc hay không? Trong khi mình là chủ nhân thật sự nhưng mà mình lại bị đánh bản quyền bởi chính hình ảnh của mình, có tức không? Tức cái lồng ngực không? Và điều này cũng nói lên cho mọi người biết được một cái câu chuyện, đó là thật ra Lộc có thương lượng, nhưng sự thương lượng ở đây nó không có đi đến một cái điểm chung. Và khi mà sự thương lượng nó không đi đến một điểm chung thì cách tốt nhất là đưa vấn đề này dưới ánh sáng của pháp luật. Bên nào có đầy đủ chứng cứ, quyền và lợi ích hợp pháp nhất thì bên đó sẽ là người thắng. Và tôi tin rằng với những phân tích pháp lý của tôi và những cách mà tôi đang thực hiện thì Lộc hoàn toàn có đủ quyền để sở hữu kênh Lộc Phu Hô TV với 1 triệu lượt subscribe. Và anh chủ nhà sẽ không có bất kỳ cái quyền gì để sở hữu cái kênh này. Nhưng anh sẽ có một cái quyền mà tôi, bản thân tôi sẽ khẳng định cho anh biết là anh sẽ được nhận doanh thu của những video mà anh đã từng hợp tác với Lộc. Nhưng mà anh lưu ý, khi mà Lộc đã chủ sở hữu kênh này thì Lộc cũng có quyền xóa đi những video này và ngắt doanh thu của nó để làm mới lại cái kênh. Thì lúc này khi mà hợp đồng của anh mà Lộc đã chấm dứt thì xem như mọi thứ nó quay trở về nơi bắt đầu, và các bên sẽ không còn gì nữa. Và chính cái sự khẳng định của Phúc á, thì cũng trả lời cho một số bạn nói rằng á, là Lộc cố tình làm màu diễn và chuyện bé xé ra to. Nhưng mà phải đến đường cùng thì người ta mới làm như vậy. Con dung xéo mãi thì nó cũng quằn mà các bạn. Và Lộc đang chính là một con dung đã bị rất là nhiều cây kim chích vào, thì nó cũng phải chống cự lại. Thông qua video này tôi hy vọng là các bạn sẽ có một cái cách nhìn mới trong cái vụ việc này, và nó khách quan hơn. Và dĩ nhiên là câu chuyện nó vẫn sẽ còn tiếp diễn nữa. Và hồi kết thì Phúc đang cố gắng nỗ lực để mà có một cái hồi kết tốt nhất. Và cách tốt nhất của Lộc ngay bây giờ là chấm dứt cái hợp đồng này.